Xin chào cả nhà đã trở lại với Thủy Family Oregon USA. Cả nhà cái thông đã về đến nhà nè. Hôm nay bây giờ cả nhà mình Thủy sẽ dựng cái thông lên nha cả nhà. Cái thông này nơi mà Thủy mua đó là Thủy đi mua cái thông này nó là 75 đồng đô nha cả nhà. 75 đồng đô là khoảng 1,5 triệu gì đó. Một cái thông này nha cả nhà. Thì tính hết luôn á, tính là người ta rung cây rồi người ta bao cây lại cho mình luôn á cả nhà, là 75 đồng. Thì bây giờ đã đem về tới nhà rồi, thì gia chồng ông chồng thì nằm ngã nguôi ngã ngửa để dựng cái thông lên cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nó kêu là phải dựng liền cho nó đó cả nhà, cho nên là thôi làm luôn. Xong đây, ở dưới thì cái chỗ dựng cái thông này thì nó có ba cái chân ép gì đó cả nhà. Thì mình dựng xong thì mình đổ nước vô. Thường thì một ngày thì đổ nước cho một lần để cho cái cây mình nó tươi lâu quá cả nhà. Nhà đây, bây giờ ổng gửi cái đó ra cho mấy đứa nhỏ, thì nó đang hào hứng để treo những cái trái, những cái đồ trang trí cái thông đó cả nhà. Thì xin cả nhà xem cùng Thủy cho vui ha. Cái này nói chung là cũng kỷ niệm của gia đình mỗi năm. Ở bên Mỹ này thì nhà nào cũng có cái thông. Thường thì gia đình Thủy đi hay đi mua thông tươi với cả nhà. Thông tươi, còn nếu mà ai không thích mỗi năm tốn tiền thì đi mua một cái thông giả. Về thì mình xài mỗi năm luôn, khỏi cần phải đi mua cái mới. Nhưng mà nói chung thì đi mua cái thông mới, cả nhà, cái thông mình cắt giả để trong nhà nó thơm lắm cả nhà. Nó có cái mùi không khí của lễ đó cả nhà. Cho nên thôi đi mua rồi cũng sẵn dắt mấy đứa nhỏ đi chơi luôn á, cho nó vui. Chứ nói chung mà mỗi năm mình mua gì cũng mắc cái cả nhà. Thường thì người ta tiết kiệm thì người ta mua một cái thông giả thì nó đỡ tốn tiền hơn. Nhưng mà không có sao, cái này là con mình, gia đình mình vui là được. Thủy không có quan trọng cái đó. Xin cả nhà vui xem cùng Thủy. Còn mấy đứa nhỏ thì nó quậy nha. Thủy thì cái thông á thì Thủy cứ để cho con của Thủy nó treo thôi, muốn treo gì treo, muốn trang trí rồi trang trí. Cái này là vui của mấy đứa nhỏ đó cả nhà, cho nên là Thủy không có khó khăn lắm. Thì con mình làm xong thì mình khen thôi. Đây, đã gần sắp xong rồi cả nhà. Mấy chị giành nhau mà mấy chị khóc la luôn á. Nghĩa nhà thương Thủy cho Thủy một like hay một share, nhấn đăng ký ủng hộ Thủy nha cả nhà. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Nó ngồi trèo lên cả nhà. Lily, Lily, nhìn mẹ nè. Chêu đi con, chêu lên. Chêu cao lên, sao con chêu thấp vậy Lily? Chêu cao lên con. It's Christmas. Lily, sing up. Lily, sing up. Pull up the top. What? How many presents are there under the tree? What? Are the presents gonna fit under the tree? Yeah. Hopefully Santa come in. You got your eye for Santa. I got one for you and Daddy. Yeah. Yeah, I got one for Daddy. It's still on. Happy Christmas, happy holiday. Yeah, đi con, nhắn nha đi con. The last one. Ồ, con bỏ đắng hả? Yeah, yeah, nhìn mẹ nè, look at mommy nè. Oh, it's beautiful. Yay. Nhìn mẹ nè Lê. Lê ơi, nhìn mẹ nè. Okay, we're done now. Yay, Christmas tree on. Yay. Okay. Này, hang cho mẹ đây.
Đây này cả nhà, bây giờ có mấy cái kẹo này nè cả nhà. À, Lily sẽ treo lên cây nha. Lily treo lên cây thông. Lily đứng lên con. Lily đứng lên treo lên cây thông cho mẹ đi. Stand up. Lily stand up. À hả, đúng rồi, treo lên cho mẹ. Baby stand up. We're up top too. Stand up. Đúng rồi con, đứng lên đi con. Nè, đứng lên đi con. À, giỏi chưa. Nè, đúng rồi, lấy kẹo đi con. Hả? À hả? Nhìn mẹ nè. Lily ơi, thích không con? Ôi, con làm ghét rồi. Đây, để mẹ, mẹ lên cho. À, treo lên. Rồi, con bỏ kẹo lên cho mẹ đi. Bỏ kẹo lên. Chocolate shame. Candy can hả Lily? Kiếp mà Lily sing on mommy. Singing. Cao đi con. Cao treat má đi con. Treat má song. Hả? Good job. Giỏi quá Lily ơi. Hả? Mẹ đang quay con mà. Mẹ đang quay lấy lì mẹ. Rồi, treo lên đi con, treo nhiều kẹo lên. Đây nè cả nhà, mấy kẹo này nè, để cho con nít đó. Đây, cho mấy đứa nhỏ đó, nó ngậm ngậm ngà lễ đó cả nhà. Đây. Lì của mẹ giỏi quá đi luôn. Lì của mẹ giỏi lắm luôn. Mở lên con. Trời ơi, con treo con chỗ giờ con phải treo vòng vòng cái cây chứ Lì. Hả? Cây thông của nhà Thị nè cả nhà ơi. Đó, chưa có gì hết trơn à. Chưa có gì hết. Mới trang trí được cây thông thôi. Chia kẹo lên nhiều vậy hả con ha. Đó, giỏi quá Lì ơi. Lì thích không? À hả? Treo lên đi con. Treo lên đi. Đi đâu hả? Rồi đi giấu một cây nè cả nhà. Đi giấu em. Con giấu hai cây kẹo rồi đó nha Lì. Mẹ thấy rồi nha Lì. Đây, mommy coi. Look at mommy. Look at mommy. Lily, what is that? Candy. Now, give mommy see. Yeah. Yeah. Con đi đâu quá, mẹ hết quay con được rồi này Lily. Wow. Tại vì hôm qua thì trang trí mà quên mua kẹo quá cả nhà. Cho nên hôm nay vừa đi về cái mua kẹo. Cái Dan, thank you baby. Hả? Yeah, the beautiful, huh? Beautiful, treat my tree. Yeah. Con đang làm gì vậy, Sun? What you do, baby? I'm going to Santa. Oh, Yuki? Với chị thôi hả? Nè cả nhà biết con gái Thủy đang làm gì không? Con gái Thủy đang viết thư cho ông già Noel để ông già Noel. Đó. Bây giờ con gái Thủy đang ghi thiệp gửi cho ông già Noel để ông già Noel tặng quà đó cả nhà. Giống như mình sẽ viết thư gửi đến nhà ông già Noel để nhận quà. Đang viết ngày mai ba mẹ sẽ đi gửi thư.